Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại thế giới game mobile ha. Thì hôm nay mình sẽ update cho các bạn cái bản Lusua V45 ha, phiên bản mới nhất và cái cách GK cho những bạn nào chưa biết ha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi nha. Lúc này các bạn vào CHROME ha. Các bạn mở một cái tab mới cho mình. Nhấn vào cái con số ở trên nè, số tab ở trên nè. Đó, các bạn nhấn vào thẻ mới. Rồi, hồi nãy các bạn trong game á, các bạn nhấn vào lấy cái link GK á thì nó đã tự động cấp link Bilin rồi. Thì các bạn chỉ việc dán vào thôi. Ở đây các bạn không đụng vào bất cứ cái gì hết nha. Không đụng vào gì hết. Các bạn để như vậy thì nó sẽ tự động chuyển trang. Đó. Lúc này chúng ta mới nhấn nè, kéo xuống. Cái số nhấn phi access with ADS chứ là rồi nhấn vào bỏ qua skip á, bỏ qua. Rồi ở tới khúc này các bạn cũng không nhấn bất cứ gì. Đó, không nhấn gì ha. Trang nó sẽ tự động chuyển ha. Rồi các bạn lại kéo xuống tuốt dưới nè. Kéo xuống. Đó. Các bạn nhấn tiếp cái dòng Free Access with ADS. Đó. Ở đây các bạn cũng nhấn vào Skip để bỏ qua. Thì nó sẽ mở tab liên tục như vậy khoảng 3 lần. 3 lần để cho các là 3 lần cũng như là 3 lần GK đó. Ở Việt Nam thì mọi YouTuber đều sử dụng cách là GK để mà kiếm thu nhập. Thì ở đây cũng vậy, ở đây ở bên nước ngoài người ta cũng vậy. Đó. Thì các bạn cứ nhấn như vậy làm khoảng 3 lần. Lần cuối cùng thì nó sẽ ra cái khay cho các bạn để mà các bạn vào Lusua. Bạn vào Lusua không bị gạch khay nữa ha. Khi có khay các bạn chỉ cần copy thôi. Copy vào game là tự động nó áp dụng luôn cho bạn, các bạn không cần phải dán đâu hết. Còn chừng nào có strip á, có strip hack á thì các bạn mới dán vào thôi. Đó, ở đây các bạn vào nhấn skip để qua luôn ha, bỏ qua luôn ha. Đây, các bạn lưu ý ở chỗ này nè, các bạn nhấn vào sao chép từ khóa. Khi các bạn nhấn sao chép thì tự động nó sẽ chuyển qua một trang, đó là trang quảng cáo. Các bạn nhanh tay các bạn nhấn ở trên đó. Rồi, các bạn xóa tab nó đi. Các bạn trở lại cái tab có khay, các bạn nhấn copy, như vậy là xong. Đó, như vậy là xong, các bạn nhấn ok xong rồi các bạn vào game ha. Vào game thì sẽ rất là ok, sẽ chơi bình thường ha. Rồi ở đây mình sẽ vào cho các bạn coi nè. Đó, cho chạy game nè. Đó. Thì sau khi chạy game thì vào chúng ta sẽ không cần phải gạch khay nữa. Nó tự động copy luôn. Rồi, thì như bình thường. Đó, các bạn thấy không? Khi các bạn copy khay rồi thì không cần phải gạch khay nữa. Một cái khay nó có ra thời hạn là 24 giờ đó các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công ha. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.